chỉ là xích đu thôi mà, làm gì được mình chứ. Ê, cô đi đâu vậy? Thì bà quản gia biểu tôi đi cắt lá chuối để gói bánh đem biếu khách Sài Gòn. Để tôi làm cho. Tôi đã nói để tôi làm cho mà. Để tôi làm. Không thôi bà quản gia biểu lười biếng rồi la tôi nữa. Mất gì bà quản gia la cô. Tôi thích thì tôi làm. Đưa đây. Ba má tôi đã dặn cô á là không cần làm việc nhà mà sao cứ làm hoài vậy? Bài dở. May thiêu xong rồi thì tôi phải làm việc chứ. Ngồi không coi sao được. Xiên quá ha. Người nghèo như tôi á, nếu mà còn làm biếng thì lấy gì mà sống. Cậu may mắn á, được sinh ra làm con nhà giàu, nên cậu đâu có hiểu được những nỗi cơ cực mà người nghèo như tôi phải chịu. Sao không hiểu? Ở xung quanh đây người nghèo thiếu gì, ngày nào tôi cũng gặp. Nếu như đã hiểu á, thì cậu phải biết trân trọng những gì mà cậu đang có. May mắn lắm á, cậu mới được sinh ra làm con nhà giàu. Mà điều may mắn lớn hơn nữa là được mọi người trong gia đình thương yêu quý mến. Cô làm như cô không được yêu thương vậy. Tôi thấy má cô thương cô quá trời. Còn ba má tôi nữa, chị hai tôi, mọi người xung quanh ai cũng thương cô hết. Cậu nói không sai, nhưng mà con có điều cậu chưa biết. Từ khi biết nhận thức tới giờ, tôi chưa một lần được tí tôi thương yêu như những người cha khác đối với con của mình. Vì chuyện học hành của tôi mà tía đánh má tôi tơi tả luôn. Nhiều lúc thấy ông bà lo cho cậu, tôi thấy tủi thân lắm. Chắc cô hận tía cô lắm hả? Má tôi dạy á, không được oán hận ai hết. Tuy tía không thương tôi, nhưng mà tía có công tạo ra tôi, sao tôi dám oán hận tía chứ. Đi, đi vô đây nhanh lên. Nè, cậu làm gì mà lôi tôi đi nhanh dữ vậy? Rồi cậu biểu tao làm chuyện gì? Cô ăn đi. Sáng nay cậu biểu cậu thèm. Bà quản gia sai má tôi nấu cho cậu, sao giờ cậu không ăn? Hay là má tôi nấu không vừa miệng cậu? Không phải, má cô nấu ngon lắm, nhưng mà tự nhiên tôi hết thèm rồi, tôi không muốn ăn nữa. Cô ăn giùm tôi đi. Vậy để tôi bưng vô nói cho bà quản gia biết. Ê, đừng. Má công việc tôi đầy tôi nữa, lộn xộn lắm. Cô ăn giùm tôi đi cho êm chuyện. Ăn giùm tôi đi, tôi đang nỉ. Tôi xin thề với trời đất, tôi không có phun nước miếng vô đó, không có bỏ thứ gì chơi ở trong đó hết. Vậy được chưa? Cô không tin, cần chú cho cô coi. Thôi, được rồi, được rồi. Tôi tin rồi. Vậy ăn đi. Có phải cậu ấy đang kiếm cớ vì muốn cho mình ăn món này không? Sao cô không ăn đi? Ăn lẹ đi. Vì tôi ra, vì tôi thấy vì tôi đầy đó. Ăn đi. Tôi ăn nghe. Ừ, ăn đi. Ngon. Nhiều thịt nhiều tôm vậy sao không ngon được? Ngon thì ăn hết luôn nghe. Ăn nhiều lên.